Chào mừng các em đến với chương trình học online bộ môn toán đại số lớp 9. Tiết học ngày hôm nay là tiết số 42, luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Ta sẽ đến với bài toán đầu tiên là bài 34 trang 24 sách giáo khoa. Có nội dung đề bài như sau. Thì đến đây các em có thể ngừng màn hình lại để đọc kỹ đề bài ít nhất 2 lần. Rồi sau đó mới nghe tiếp phần tiếp theo. Thì trong lúc đọc thì các em cố gắng ghi nhớ những cái dữ kiện đề bài cho và suy nghĩ về nội dung của đề bài. Rồi sau khi đã đọc xong đề bài thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cách giải bài toán này. Thì như các em đã biết, hệ phương trình là một hệ gồm hai phương trình, trong đó có hai ẩn là ẩn x và ẩn y. Và khi ta giải một bài toán bằng cách lập hệ phương trình thì ta phải tìm ở trong bài toán hai đại lượng chưa biết để đặt cho ẩn x và ẩn y. Thì nội dung của đề bài nói rằng nhà Lan có một mảnh vườn trồng rau bắp cải. Vườn được đánh thành nhiều luống, mỗi luống thì trồng cùng một số cây bắp cải. Đó, như vậy em đọc cái đề bài này, các em sẽ thấy cái dạng này là cái dạng mà cái khu vườn này có nhiều luống nè. Và trong mỗi luống đó thì sẽ có nhiều cái cây bắp cải. Như vậy dạng bài này á là các em thấy nó có hai đại lượng là số luống rau và số cây rau bắp cải ở trong mỗi luống. Cho nên khi đặt bút giải bài thì thường dạng này các em sẽ gọi x là số luống rau và y là số cây rau của mỗi luống. Và sau khi đặt x y xong thì các em phải đặt điều kiện cho x y là x lớn 0, y lớn 0. Rồi. Thì đây là một cái hình minh họa cho cái khu vườn rau của nhà bạn Lan. Thì cái luống rau thì các em hiểu nó là nó giống như là một cái hàng trồng các cây rau vậy đó. Như ví dụ ở đây là một luống nè các em. Đây là một luống ha, hai luống, ba luống, 4, 5, 6, 7. Như vậy khu vườn này là có 7 luống rau. Và mỗi luống rau như vậy thì có tất cả là 5 cây các em ha. 5 cây. 7 luống rau, mỗi luống đều có cái số lượng rau là 5 cây. Thì tổng số cây rau ở trong cái khu vườn này thì theo các em thì mình sẽ làm thế nào để tính được? Có phải là mình lấy số luống rau là 7 luống nhân với số cây rau trong mỗi luống là 5 cây, là 7 luống nhân với 5 cây là tổng cộng khu vườn này có 35 cây, với điều kiện là hai cái ô này đều có trồng trồng thêm hai cây nữa nha các em, là tổng cộng sẽ được là 35 cây rau ở trong khu vườn này. Rồi. Bây giờ quay trở lại bài toán. Thì tổng số rau của cả khu vườn lúc này sẽ là mình lấy số luống rau nhân với lại số cây rau trong mỗi luống. Có nghĩa là mình sẽ lấy đây số luống rau là x, số cây mỗi luống là y, thì lấy x nhân y. À, tổng số rau của cả khu vườn này sẽ là x nhân y cây. Rồi tiếp theo ta sẽ giải thích để lập được một số cái phương trình. Đầu tiên là trên đề bài có nói khi tăng lên 8 luống, tăng thêm 8 luống mà mỗi luống ít đi 3 cây thì số cây toàn vườn ít đi 54 cây ha. Thì như vậy với cái đề bài như thế này thì ta sẽ lập được phương trình như sau. Này rất dễ các em. Số luống rau là ít mà tăng thêm 8 thì tăng lại các em cộng, còn giảm các em trừ.
À, như vậy là số luống rau tăng thêm 8 là x cộng 8. Rồi số cây mỗi luống là y, x đi 3 thì ta giảm đi 3 đó, tức là y trừ 3. Số cây toàn vườn x đi 54 cây, số cây toàn vườn là x nhân y, x đi 54 cây thì giảm đi 54 cây, mình trừ 54. Đó, rất là dễ các em ha. Cái câu của đề bài nói như thế nào thì ta lập cái phương trình nó y như vậy, tăng cộng giảm trừ. Rồi bây giờ sau khi có được cái phương trình này thì các em sẽ nhân phân phối hai dấu ngoặc này nhân với nhau, các em nhân phân phối vào trong đây ha. Rồi sau đó các em chuyển vế rút gọn, thì tới đây các em có thể ngừng màn hình lại, viết phương trình này lên trên giấy, rồi nhân phân phối biến đổi nó để ra một cái phương trình chuẩn của hệ phương trình á. Rồi thì sau khi biến đổi xong, các em sẽ có được cái phương trình như sau. À, biến đổi và rút gọn xong, ta sẽ được là trừ 3x cộng 8y bằng là âm 30. Rồi, đây là một phương trình. Rồi, tiếp theo ta sẽ xem đề bài nói gì tiếp nè. Đây, nếu giảm đi 4 luống và mỗi luống tăng thêm 2 cây thì số cây toàn vườn tăng thêm 32 cây. Thì như vậy là ta sẽ được cái phương trình như vậy. Số luống giảm đi 4, số cây tăng thêm 2, số cây toàn vườn tăng thêm 32. Cũng tương tự như vậy ha, các em làm trên giấy, biến đổi phương trình này, thu gọn nó lại thì sẽ ra được một phương trình chuẩn là 2x trừ 4 y bằng 40. Thì như vậy là chúng ta đã có được hai phương trình. Thì đến đây ta có thể kết luận cái hệ phương trình của chúng ta sẽ là như thế này. Rồi sau khi các em có được hệ phương trình này, các em có thể giải bằng tay hoặc là giải bằng máy tính, thì các em sẽ ra được cái kết quả là x bằng 50, y bằng 15. Có nghĩa là cái khu vườn này có 50 luống rau và mỗi luống như vậy thì có 15 cây. Như vậy số cây của toàn bộ khu vườn là các em sẽ lấy 50 nhân cho 15 sẽ ra được 750 cây. Rồi. Rồi tương tự như vậy các em có thể tìm hiểu cái bài toán tiếp theo. Bài này thì tương đối là dễ so với bài trước đó. Các em có thể tự đọc đề bài, tự tìm hiểu cái cách lập phương trình và giải ở nhà. Rồi sau đó thì thầy sẽ có cái video tiếp theo để cho các em biết cái đáp án của cái bài số 35 này. Thì cái video này đến đây là kết thúc. Thì xin chúc các em thành công trong việc giải các bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Thầy xin chào các em.